thành phố Hồ Chí Minh thêm 4 ca đậu mùa khỉ một ngày. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo nhanh đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh tối ngày 8 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ca đậu mùa khỉ trong một ngày, nâng tổng số ca mắc lên 13, trong đó 11 ca nội địa chưa rõ nguồn lây. Các ca bệnh được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn là tình trạng khẩn cấp nên sẽ không công bố từng ca bệnh riêng, chỉ báo cáo tổng số ca hàng tuần, hàng tháng cùng các dịch bệnh khác. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh cho các ca bệnh gần đây cũng như mối liên quan về mặt dịch tễ. Các chuyên gia cho rằng đậu mùa khỉ lây nhiễm nội địa chứng tỏ bệnh đã du nhập vào Việt Nam và lưu hành trong cộng đồng. Giải trình tự gen virus lấy từ bệnh nhân thứ 3 ghi nhận chủng virus mang kiểu gen khác với hai trường hợp đầu tiên mắc bệnh nhập cảnh từ Dubai vào Việt Nam tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng không nên lo lắng quá mức bởi đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng, chỉ dễ lây trên một số nhóm nguy cơ như đồng tính nam, song giới, người có nhiều bạn tình, không bảo vệ bằng bao cao su. Bệnh có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc, song sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi bệnh nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Theo các chuyên gia y tế, hiện chưa có phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ đặc hiệu cụ thể. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ có thể tự thuyên giảm mà không cần điều trị.